Sáng ngày 15 tháng 3, tại nhà văn hóa tổ dân phố Hà Vị 1, phường Thọ Sương, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố đã tổ chức ra mắt tủ sách điện tử cộng đồng và tủ sách chi bộ điện tử. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí Thường trực Thành đoàn, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thọ Sương, Bí thư Đoàn Thanh niên các phường Trần Nguyên Hãn, Sương Giang, Thọ Sương, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, trưởng các tổ chức chính trị xã hội tổ dân phố Hà Vị 1, đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn phường. Phát biểu ra mắt tủ sách, đồng chí Lương Văn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc, chuyển đổi số. Với mong muốn nâng cao nhận thức, tiếp cận công nghệ số cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng tủ sách điện tử, hướng đến xây dựng một xã hội số. Sau 3 tháng triển khai, Thành đoàn đã xây dựng số lượng 200 tủ sách điện tử cộng đồng. Tủ sách được thiết kế với giao diện 3D trực quan theo hình thức sách lật, kèm theo âm thanh hình ảnh và được tích hợp trên website của Thành đoàn. Theo đó, Thành đoàn xây dựng tổng số 1.000 đầu sách miễn phí với nhiều chuyên mục phong phú trên các lĩnh vực lịch sử, văn học, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, kỹ năng, sách thiếu nhi. Đặc biệt, tủ sách có các kệ sách giới thiệu về lịch sử Đảng bộ thành phố và các phường xã, các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn thành phố. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, người đọc có thể tra cứu các cuốn sách tại tủ sách thông qua mã QR. Việc đọc sách điện tử có thể thực hiện ở bất cứ thời điểm nào, không giới hạn về thời gian, không gian đọc sách. Cùng với tủ sách điện tử cộng đồng, Thành đoàn phối hợp xây dựng tủ sách chi bộ điện tử. Ngoài các đầu sách theo các chuyên mục tại tủ sách điện tử cộng đồng, các đảng viên khi truy cập tủ sách chi bộ điện tử còn được cung cấp các đầu sách, tài liệu về công tác xây dựng đảng, các nghị quyết chỉ thị của đảng. Hàng tháng tại mỗi kỳ sinh hoạt sẽ được cung cấp kịp thời các bản tin sinh hoạt chi bộ, thông tin thời sự và các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ triển khai lắp đặt tủ sách ở 100% nhà văn hóa, thôn, tổ dân phố, trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường xã, khu chung cư. Đây là công trình thanh niên của tuổi trẻ thành phố nhằm phát huy vai trò tiên phong chuyển đổi số, xây dựng thành phố Bắc Giang thông minh. Tại đây, Thành đoàn đã trao tượng trưng 200 tủ sách điện tử cộng đồng và tủ sách chi bộ điện tử cho Bí thư Đoàn Thanh niên các phường Trần Nguyên Hãn, Sương Giang, Thọ Sương. Cuối buổi ra mắt, các đại biểu đã thực hiện quét mã QR tra cứu sách tại tủ sách điện tử cộng đồng và tủ sách chi bộ điện tử nhà văn hóa tổ dân phố Hà Vị 1.